Ui, chỗ này có hẳn hai quả trứng các bạn ơi. Đây là mèo Kiki nhá. Các bạn đang xem video trên kênh Kitten Mèo VN. Các bạn thấy video của mình thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ channel của mình nha. Đây là bé mèo Kiki của mình. Bé đang ngồi ở trên một cái hàng gạch chỉ. Đây là cái hàng brown. Mèo làm sao? Con ơi. Kiki à. Đó. Các bạn xem video thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ channel Kitten Mèo VN nhé, để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo, làm về mèo Kiki và những con mèo khác, những bé mèo đáng yêu ở trên kênh Kitten Mèo VN.